Đệ tử quy phép tác người con, một thánh nhân dạy hiếu đệ trước, kế cẩn tín yêu bình đẳng, gần người nhân có dư sức thì học văn. Hai, cha mẹ gọi trả lời ngay, cha mẹ bảo chớ làm biếng, cha mẹ dạy phải kính nghe, cha mẹ trách phải thừa nhận. Ba, đông phải ấm, hạ phải mát, sáng phải thăm, tối phải viếng, đi phải thưa, về phải trình, ở ổn định nghề không đổi. Bốn, việc tuy nhỏ chớ tự làm, nếu tự làm thiếu đạo con, vật tuy nhỏ chớ cất riêng, nếu cất riêng cha mẹ buồn. Năm, cha mẹ thích dốc lòng làm, cha mẹ ghét cẩn thận bỏ, thân bị thương cha mẹ lo, đức tổn thương cha mẹ tủi, cha mẹ thương hiếu đâu khó, cha mẹ ghét hiếu mới tốt. Sáu, cha mẹ lỗi khuyên thay đổi, mặt ta vui lời ta dịu, dùng khóc khuyên đánh không giận, vui không khuyên không nghe vui can tiếp. Dạ, bảy, cha mẹ bệnh nếm thuốc trước, ngày đêm hầu không rời giường, tang 3 năm thường thương nhớ chỗ ở đội, không rượu thịt tang độ lệ cũng hết lòng, việc người chết như người sống. Xuất tắc đệ tám, anh thương em kính anh thuận hiếu trong đó, tiền của nhẹ oán nào sanh, lời nhường nhịn tức giận mất. Chín, hoặc ăn uống hoặc đi đứng, người lớn trước người nhỏ sau, lớn gọi người liền gọi thay, người không có mình làm thay. 10. Gọi người lớn chớ gọi tên, với người lớn chớ khoe tài, trước người, gặp người lớn phải đến chào, người không nói kính lui đứng, phải xuống ngựa phải xuống nghe, đợi người đi hơn 100 bước. 11. Người lớn đứng nhỏ chớ ngồi, người lớn ngồi cho phép ngồi, trước người lớn phải nói nhỏ, nhỏ không nghe không đúng phép, đến phải nhanh lui phải chậm, khi thưa hỏi mắt nhìn thẳng. 12. Việc chú bác như việc cha, việc anh họ như anh ruột. Cần 13. Sáng dậy sớm, tối ngủ trễ, lúc chưa già quý thời gian. Sáng đánh răng phải rửa mặt, tiểu tiện xong phải rửa tay. 13. Mũ phải ngay, nút phải gài, vớ và giày mang chỉnh tề, nón quần áo để cố định, chớ để bừa tránh dơ bẩn. 15. Áo quý sạch không quý đắt, hợp thân phận hợp gia đình, với ăn uống chớ kén chọn, ăn vừa đủ chừng quá no, với người nhỏ chớ uống rượu, uống say rồi rất là xấu. 16. Đi thong thả, đứng ngay thẳng, chào cúi sâu lại cung kính, chớ đạp thềm không đứng nghiêng, chớ ngồi giang không rung đùi. 17. Vén rèm cửa không ra tiếng, rẽ kẹo rộng không đụng góc, cầm vật rỗng như vật đầy, vào phòng trống như có người. Không sợ khó, chứ làm vội vội sai nhiều. Không sợ khó khó qua loa, nơi ồn náo không đến gần, việc không đáng quyết chớ hỏi. Vào đến cửa hỏi có ai, vào đến nhà cất tiếng lớn, người hỏi ai nên nói tên, nói tôi ta không rõ ràng. Dùng đồ người cần mượn rõ, nếu không hỏi tức là trộm, mượn đồ người trả đúng hẹn, sau có cần mượn không có. Tín 19. Phàm nói ra tiếng trước tiên, lời dối trá sao nói được, nói nhiều lời không bằng ít, phải nói thật chớ xảo nịnh, lời gian xảo từ bẩn thỉu thói tầm thường phải chừa bỏ. 20. Biết không thật chớ nói bừa, biết không đúng chớ tuyên truyền, việc không tốt chớ dễ nhận, nếu dễ nhận tiến lui sai. Phàm nói chuyện nói trọng điểm, chớ nói nhanh chớ mơ hồ, kia nói phải đây nói quấy, không liên quan chớ để ý. 20. Ở 21. Thấy người tốt nên sửa mình, dù còn xa cũng dần kịp, thấy người xấu tự kiểm điểm, có thì sửa không cảnh giác. 22. Chỉ học đức chỉ tài nghệ không bằng người, phải tự gắng, nếu ăn uống hoặc quần áo không bằng người không nên buồn. 23. Nghe lỗi giận, nghe khen vui, bạn xấu đến bạn hiền đi, nghe khen sợ nghe lỗi vui, người hiền lương dần gần gũi. 24. Lỗi vô ý gọi là sai, lỗi cố ý gọi là tội, biết sửa lỗi không còn lỗi, nếu che giấu lỗi chồng thêm, yêu bình đẳng. 25. Phàm là người đều yêu thương, che cùng trời ở cùng đất. 26. Người hạnh cao danh tự cao, được người trọng không bề ngoài, người tài năng tiếng tự cao, được người phục chẳng do khoe. 27. Mình có tài chớ dùng riêng, người có tài không chỉ trích, chớ nịnh giàu không chê nghèo, chớ ghét cũ không thích mới, người không rảnh chớ não phiền, người bất an không quấy nhiễu. 29.
Hễ nhận cho phân biệt rõ, cho nên nhiều nhận nên ít. Trước cho người phải hỏi mình không thích phải mau ngưng. Ân phải báo, oán phải quên. Báo oán ngắn, báo ân dài. 30. Với người ở thân đoan chính, tuy đoan chính lòng độ lượng, thế phục người, người không phục, lý phục người, tâm mới phục. Gần người nhân. 31. Cùng là người khác tộc loại, thô tục nhiều, nhân từ ít. Gần người đúng người nhân, người kính sợ, nói thẳng lời không rẻ nịnh. Gần người hiền tốt vô hạn, đức tiến gần lỗi ngày giảm. Không gần hiền hại vô cùng, tiểu nhân đến trăm việc hư. Có dư sức thì học văn. 32. Chỉ học văn không bề ngoài, chỉ học văn không gắng làm. Chỉ bề ngoài thành người nào, chỉ gắng làm không học văn theo ý mình mù lẽ phải. 33. Cách đọc sách có 3 điểm, tai mắt mũi tâm đều trọng. Mới đọc đây chứ thích kia, đây chưa xong kia tự đọc. Thời gian ít cần chăm chỉ, công phu đủ đọc liền thông. Tâm có nghi thì ghi lại, học hỏi người mau chính xác. 34. Gian phòng sạch, vách tường sạch, bàn học sạch, bút nghiêng ngay. Mực mài nghiêng tâm bất chính, chữ viết ẩu tâm không ngay. Xem sách vở để cố định, đọc xem xong để chỗ cũ. Có hư sai, nếu có gấp xếp ngay ngắn. Có hư sai tu bổ lại, không sách thánh bỏ không xem. Che thông minh hư tâm trí, chớ tự chê đừng từ bỏ. Thánh và hiền dần làm được. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Đại Bồ Tát. Ha ha ha, Bụt Sắc Mâu Ni Số ha ha.